tham dự đại hội võ lâm bất phân thắng bại. 19 anh hùng hảo hán được mời về cung đường để lưu lại chân dung vang danh thiên hạ. Tối 8 tháng 8, một cuộc tỉ thí gây chấn động giang hồ, quy tụ 19 cao thủ võ lâm đã được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình. Giang hồ khi xưa có Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, giang hồ thời nay có Bắc Từ Liêm, Nam Phòng Lợn. Nguyễn Thành Nam là nhân tài đúc kiếm Hàn Giao có tiếng ở đất Hà Thành. Vị huynh đài được mệnh danh là bậc thầy Hàn Giao phóng lợn với tốc độ rèn đúc vũ khí nhanh như chớp. Mỗi khi chuẩn bị tổ chức đại hội võ lâm, dân giang hồ tìm đến Nam đặt hàng đông như kiến cỏ. Cuộc hỗn chiến lần này do dịch bệnh hoành hành nên số lượng anh hùng tham gia tỉ thí có phần sụt giảm. Đơn đặt hàng của Nam đợt này cũng chỉ có 10 con dao phóng lợn hàn vào tiếp sắt. Nhóm đại hiệp tổ chức đại hội võ lâm giữa mùa dịch, đơn giản là vì một anh hùng trong nhóm bị nhìn đều khi đang phi mã bốc đầu ngoài đường. Sĩ khả sát, bất khả nhục, đã là quân tử thì phải có danh gì với núi sông, không thể để một tên ớt ơ nào đó nhìn mình bằng nửa con mắt được. Giữa canh 1 ngày 8 tháng 8, nhóm đại hiệp hừng hừng sát khí mang theo dao phóng lợn, bom xăng, di chuyển trên lưng xích thố, vượt qua nhiều tuyến phố để thị uy trước khi đến điểm tỉ thí là cột đồng hồ trước sân vận động Mỹ Đình. Dù hầu hết các hảo hán mới chạc tuổi 15 đến 20, nhưng lại cực kỳ manh động, sẵn sàng hạ sát đối thủ bằng vũ khí có tính sát thương cao. Đại ca đứng đầu bang phái Nguyễn Thế Khánh thuật lại. Thành viên trong bang đã bàn nhau đi từ nhà đến sân Mỹ Đình. Nếu gặp đối thủ sẽ dùng dao phóng lợn đâm. Bang còn chuẩn bị 5 chai xăng từ trước. Nếu gặp đối thủ sẽ đốt và ném ngay để tạo uy thế. Trước khi tới sân thi đấu, bang này còn nghênh ngang trêu người, khiêu khích các chốt kiểm soát dịch bệnh của quân triều đình trên những đoạn đường mà họ lướt qua. Trung tá Trần Đoàn Khải, đội cảnh sát hình sự, công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nhóm giang hồ này chạy 80-90 km/h, bóp còi inh ỏi, quét ra phóng lợn xuống đường vé lửa. Khi đi qua các chốt kiểm dịch còn chửi bới, lăng mạ, khiêu khích các lực lượng tại chốt. Thấy lực lượng đối đầu không cần sức, bang phái còn lại đã co giò bỏ chạy. Đang hừng hực khí thế, bang phái của Khánh thêm bực tức vì không tin được đối thủ giao chiến. Mãi mới có dịp xuống núi thì uy mà không chém được tên nào, thì thật mất mặt với anh em bang phái. Các hảo hán giận quá mất khôn, lập tức phạm phải sai lầm chí mạng của dân giang hồ, đó là tàn sát người vô tội. Từ đại hiệp tự dưng đổi nghề thành thổ phỉ, họ đối đánh tất cả những người đi đường, cầm dao phóng lợn dọa cướp giết, dù không hề có mâu thuẫn. Phó bang chủ Nguyễn Tuấn Anh còn nhớ như in cảnh những người dân thường bị họ truy đuổi. Không gặp đội bên kia, thấy một con quay đi 3 người, một con Dream đi 3 người nên thành viên trong bang hô hào đuổi theo đòi chém chết. Đáng tiếc, cuộc tỉ thí võ công chưa tới hồi gay cấn thì đã thấy quân triều đình bao vây tứ phía và mời các hảo hán về công đường để vẽ chân dung bố cáo thiệt hạ. Quân triều đình tất nhiên không thể làm ngơ trước hành động thương thiên hại lý này. Hiện 15 anh hùng đã bị tạm giữ tại công an quận Bắc Từ Liêm. 4 hảo hán còn lại đang cần lực trốn tránh sự truy bắt của quân triều đình. Khi bị thẩm vấn trên công đường, bậc thầy gia phóng lợn còn ngây ngô đáp: "Hôm ấy các bạn hỏi cháu có chỗ nào hàn tuyết vào dao không, thì cháu bảo đưa cháu hàn cho. Giờ cháu mới biết như thế này là vi phạm pháp luật." Hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng sao Nam còn ngô nghê vậy? Đừng quên, thiên hạ này còn có luật pháp. Báo cháy giả mất tên thật vì em xứng đáng. 21 giờ ngày 31 tháng 7 để làm một lễ kỷ niệm cuối tháng đầy hoành tráng, mở màn tháng 8 rực rỡ sắc đỏ cho may mắn. Thanh niên NTL, sinh năm 2005, thường trú tại thôn Bình Lợi, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, quyết định gọi điện cho tổng đài 114 để báo cháy nhà. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường. Tuy nhiên khi tới nơi thì dĩ nhiên là mẹ gì có cái đám cháy nào ở đấy. Gọi điện lại cho người báo tin thì cơ quan chức năng còn bị L buông lời chóa má. Lúc đó, L đang dưng dưng tự đắc vì dùng combo sim giác cùng với danh tính giả là Nguyễn Quang Trung, thì thách bố con thằng nào tìm ra được. Với một choi choi chưa trải sự đời như L thì tâm trạng lúc đó hẳn là đang hả hê lắm. Trong lòng có khi còn nghĩ, trí khôn của ta đây. Nhưng với trình độ công nghệ thông tin của các chiến sĩ an ninh mạng Việt Nam thì L chỉ như con tép đậu trên mép của con mèo thôi. Tối 13 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành làm việc với L về hành vi báo cháy giả. Buổi làm việc cũng có mặt người giám hộ của L. Trong lần đầu tiên được trực tiếp gặp gỡ lực lượng chức năng, L bồi hồi xúc động, mếu máo thư rằng do ở nhà chán quá, rảnh rỗi sinh nóng nổi nên đã báo cháy giả với mục đích trêu đùa lực lượng công an cho vui. Trên đời này không có giới hạn nào cho sự vui tính, nhưng vui thôi đừng vui quá. Giờ thì L sẽ được nộp phạt cho cơ quan hành chính lần đầu tiên trong đời với số tiền từ 2 đến 5 triệu đồng. Ôi, thật là ngu L. Đúng là đời như L. Anh em có muốn bài trò vui cũng ném mấy trò chơi công an, ghẹo cảnh sát ra nhé.
Cuồng chân cuồng tay muốn tìm thú vui, kẻ giam vườn chọc ngỗng cho nó dí chạy tụt quần ra cũng được. Chứ vui tính, chào các đồng chí công an áo xanh là vui tính kiểu ngủ đấy. Chị em, thương thay em trai khôn hết phần của chị. Trong một gia đình, đứa em được chiều chuộng hơn thì đã là chuyện quá bình thường. Có gì xảy ra thì nó chỉ ý ới mẹ ơi một câu thôi, là anh chị lớn trong nhà ăn bụp liền vì bắt nạt em. Mặc dù sự thật nhiều khi chúng nó vu oan đấy, cay lắm nhưng chả làm gì được. Vì em nó còn trẻ người non dạ, mà đã là anh chị lớn trong nhà phải biết suy nghĩ thấu đáo hơn em, chứ em nó bảo gì nghe nấy thì toang là cái chắc. Câu chuyện sau đây là một ví dụ. Tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, ở trong một gia đình có hai chị em chung tay bán gạo. Người chị chịu trách nhiệm bán và quản lý hàng, người em thì chịu trách nhiệm đi ship. Một ngày đẹp trời, thấy công việc ship gạo buồn tẻ mà lượng khách hàng cũng không nhiều lắm, nên thanh niên em trai đã xúi chị mình tạo drama trên mạng xã hội cho có tiếng vang thu hút tương tác. Đúng là tấm chiếu mới. Nội dung mà người em biên tập cho bà chị mình đăng Facebook là: anh có học mà sáng gặp anh sao tôi thấy hãm quá rồi đó. Người ta chở gạo buôn bán bình thường mà anh nói đi trộm chó hay gì kín mít. Hên sáng tôi với em tôi không cầm cái điện thoại chứ không mặt anh được lên sóng nổi tiếng lắm luôn rồi. Tất nhiên là câu chuyện này được bịa ra bởi vì bà chị có đi giao hàng quái đâu. Và chả hiểu bà chị sinh năm 91 nghĩ gì mà lại nghe lời ông em hăng máu đăng Facebook như thế đó là sự thật. Đến khi được cán bộ mời lên phường uống trà, hỏi thăm cho rõ ngọn ngành thì bà chị mới thú thật là mình ngu ngốc khi nghe em trai xúi giục. Nhưng rất tiếc, sự hối hận muộn màng không cứu vớt được cái ví của chị. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền. Thanh tra Sở Truyền thông Thông tin Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T số tiền 5 triệu đồng. Góc thừa tiền, dân chơi vào những ly cà phê bạc triệu. Đối với dân đam mê cà phê, việc bỏ ra khoảng 4 USD tương đương với 100.000 đồng cho một ly đồ uống cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu chi tận 60 USD tương đương 1 triệu 400.000 đồng để nhâm nhi hương vị của Panama Geisha, hay còn gọi là Esmeralda Geisha 601, loại cà phê đắt đỏ nhất thế giới vào mỗi buổi sáng sớm thì chắc là xa tầm với thật sự. Ly cà phê này mang sự kết hợp của nhiều hương vị đặc biệt như đào, vải và hoa nhài, khiến nhiều dân chơi hệ cà phê khao khát được nếm thử một lần. Tuy nhiên, đào cà phê ở Việt Nam giờ đây đã được nâng lên một tầm cao mới, khi mà một ly cà phê đáng giá tới 2 triệu đồng. Ly cà phê này cực kỳ đặc biệt ở chỗ, nó tạo nên dư vị đắng, lưu mãi trên đầu lưỡi và thấm tận vào tâm can. Có khi phải vài ba ngày sau, vị đắng mới tan hết. Nhấp một ngụm cà phê là trí óc bừng tỉnh, sảng khoái tinh thần. Nhấp ngụm thứ hai là tâm trạng lâng lâng, thư thái thoải mái. Nhưng tới ngụm thứ ba thì lại xúc động tột độ, nụ cười vụt tắt. Chưa bao giờ có ly cà phê nào trên thế giới này đưa con người ta đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc thăng trầm như thế. Ở Vĩnh Phúc có một quán nước bán loại cà phê siêu đặc biệt đó, quán cà phê Oanh. Vậy nên không có gì lạ khi người ta bất chấp mọi hiểm nguy giữa mùa dịch mà tìm đến quán cà phê này. Sáng 14 tháng 8, có tới 2-3 khách hàng già trẻ lớn bé đều tụ họp tại đây để thưởng thức cà phê. Và rồi, ly cà phê như muốn nói cùng Oanh câu gì? Ly cà phê như muốn hát cùng Oanh câu này. 21 trường hợp bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang theo quy định phòng dịch. Hai người còn lại dưới 18 tuổi nên chỉ bị cảnh cáo. Chủ quán thì không cần uống cà phê cũng thấy đắng. Khi bị lập biên bản và hồ sơ xử lý vì hành vi lẻn lút hoạt động, bất chấp các quy định phòng chống dịch Covid-19. Chúc mừng các anh chị cô chú ở quán Oanh hôm đó đã được thưởng thức ly cà phê đắt nhất thế giới trị giá 2 triệu đồng. Mong rằng chỉ một lần thưởng thức duy nhất này là đủ để họ nhớ mãi vị đắng của ly cà phê ấy.